vn youtuber xin chào quý vị và các bạn thưa các bạn quân đội trung quốc những năm qua đã xây dựng được một lực lượng hỏa tiễn tầm xa để biên chế cho lực lượng pháo binh cấp chiến dịch đối với nhiều người trung quốc lực lượng hỏa tiễn tầm xa này được mô tả là con át chủ bài của lục quân trung quốc gần đây một số nhà quan sát quân sự đã viết trên mạng sina về loại vũ khí này với những mô tả vô cùng lợi hại khiến người đọc chỉ đọc xong đã muốn ngất xỉu vì mức độ kinh khủng của nó trong bản tin hôm nay, chúng ta thử đi tìm hiểu về loại vũ khí đáng sợ này của Trung Quốc. Trước hết, mời các bạn theo dõi bài viết có tựa đề Lục quân Trung Quốc có một vũ khí đệ nhất thế giới có thể đánh vào mục tiêu tung thâm của địch. Đăng trên Sina ngày mùng 7 tháng 6 năm 2016. Bài viết như sau. Trước đây mọi người có ấn tượng rằng trang bị của lục quân Trung Quốc là lạc hậu, không thấy có chút hiện đại nào. Nhưng tình trạng này mấy năm nay đã thay đổi, đã bắt đầu hiện đại dần, Trang bị không chỉ được nâng cấp mà còn có nhiều loại mới, chẳng hạn như pháo hỏa tiễn tầm xa. Các loại hỏa tiễn tầm xa đã được biên chế vào lữ đoàn pháo binh, khiến năng lực tác chiến của pháo binh được nâng lên một tầm cao chưa từng có. Hiện nay, loại hỏa tiễn tầm xa của quân đội Trung Quốc là loại PHL-03 với phiên bản xuất khẩu mang tên AR-2. PHL-03 là hệ thống pháo hỏa tiễn tầm xa được đặt trên xe cơ động giúp nó có đặc điểm đánh nhanh rút nhanh. Mỗi xe mang phóng hỏa tiễn chứa 12 ống phóng. Mỗi tiểu đoàn có 12 xe phóng và các xe hỗ trợ khác. Như vậy, nếu mỗi tiểu đoàn hỏa tiễn này phóng đồng loạt thì sẽ có 144 quả hỏa tiễn phóng đi. Số đạn này sẽ bao phủ một diện tích rộng 2 cây số vuông. Nó cũng được cho là có độ chính xác rất cao, hiệu quả sát thương tiêu diệt rất lớn. Nếu dùng để tập kích hỏa lực vào các khu vực rộng lớn ở hậu phương của địch như trung tâm hậu cần hoặc căn cứ quân sự thì rất thích hợp. Loại hỏa tiễn này được cho là có tầm bắn rất xa, ít nhất lên đến 150 cây ừ. số. Nếu cải tiến một chút, có thể đạt đến 200 cây số, thậm chí xa hơn. Tầm bắn như thế là vượt xa hơn rất nhiều so với pháo binh thông thường và có thể so sánh với tác dụng như một cuộc tấn công bằng không quân hay tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên giá của một quả hỏa tiễn không hề rẻ, được biết giá của một quả còn đắt hơn một chiếc xe hơi cao cấp nhưng hiệu quả của nó cũng xứng đáng với giá tiền nếu sử dụng các loại vũ khí khác để đánh vào mục tiêu có cùng kích cỡ như vậy thì hiệu suất cũng không bằng được sử dụng hỏa tiễn tầm xa còn tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao nhưng cũng không thích hợp để đánh các mục tiêu có tính chất rộng lớn vì giá cả rất đắt đỏ mỗi quả tên lửa đạn đạo giá cũng đắt gấp nhiều lần một quả hỏa tiễn tầm xa mọi người thử tưởng tượng rằng nếu chúng ta cần đối phó với những kẻ địch ở trong chiều sâu 150 hoặc 200 cây số mà chúng ta có khả năng để tấn công bất cứ lúc nào thì nó sẽ như thế nào? Thông thường mà nói, chiều sâu chiến dịch chỉ trong khoảng vài chục km, còn hàng trăm km phía sau là khu vực hậu phương, là khu vực dự bị tập kết bộ đội, các trung tâm cung cấp hậu cần, sân bay và các mục tiêu có giá trị cao. Nếu tất cả những chỗ đó đều trở thành mục tiêu nằm trong tầm bắn mà ta có thể tùy ý đánh thì ý nghĩa của nó đối với chiến dịch sẽ lớn biết bao. Trước đó, trong ngày 21 tháng 5 năm 2016, trên Sina cũng có một bài báo khác nói về hỏa tiễn tầm xa mang tên Lục quân Trung Quốc tạo ra sát thủ mạnh nhất, quân Mỹ đau đầu không có cách phòng thủ. Bài viết này nói, trong những năm gần đây, quân đội Trung Quốc đã đồng loạt phát triển các hệ thống hỏa tiễn tầm xa, trên các mặt kỹ thuật cũng không ngừng tiến bộ. Trên triển lãm quốc tế Loại hỏa tiễn có tầm bắn xa nhất đạt trên 400 cây số, còn ở trong nước, hỏa tiễn tầm xa cũng đạt tới tầm bắn 300 cây số. Mà các đơn vị được trang bị loại hỏa tiễn tầm xa này cũng càng ngày càng nhiều. Tiểu đoàn pháo hỏa tiễn đã sớm được biên chế vào lữ đoàn pháo binh của các tập đoàn quân, điều này nhiều tờ báo cũng đã đề cập không ít. Mục đích phát triển hỏa tiễn tầm xa của lục quân Trung Quốc rất đơn giản, đó là dùng số lượng để khắc phục chất lượng. Tiểu đoàn hỏa tiễn là con át chủ bài mạnh nhất của lục quân chúng ta. Nó có thể đánh hủy diệt các mục tiêu trên diện rộng, chẳng hạn các sân bay. Trong chiến tranh hiện đại, sân bay bảo đảm điều kiện cơ bản của tác chiến trên không, cho nên tự nhiên nó cũng trở thành trọng điểm công kích của cả hai bên. Việc phòng vệ sân bay đương nhiên trở nên cực kỳ nghiêm mật, không những bố trí không ít lực lượng cảnh vệ mà xung quanh còn có rất nhiều bộ đội phòng không. Thông thường ở xung quanh các sân bay sẽ bố trí mạng lưới phòng không gồm từ tầm xa, tầm trung và tầm gần. Trong sân bay cũng có các hầm trú ẩn và các đơn vị sửa chữa. Sử dụng tên lửa đạn đạo đối đất để đánh sân bay ở tuyến 1 của đối phương thực tế là vô cùng tôn kém mà hiệu quả lại hạn chế, cho nên đó là hành động lãng phí. Những sân bay được gọi là tuyến 1 khi nó nằm ở cách mặt trận từ 100 đến 300 cây số. Cự ly này đủ để cung cấp các yêu cầu hỗ trợ của bộ đội ở mặt trận kịp thời mà vẫn đảm bảo an toàn cho sân bay. Nhưng khi quân đội ta trang bị hỏa tiễn tầm xa, các sân bay ở tuyến 1 như vậy không còn an toàn nữa mà trở thành nơi có thể bị tấn công bất kỳ lúc nào. Trong khi đó, bất kỳ phương án nào để phòng tránh loại hỏa tiễn này cũng không hiệu quả. Bởi hỏa tiễn tầm xa rất cơ động, việc ngăn chặn nó chỉ là mộng tưởng. Chỉ khi nó khai hỏa rồi thì mới biết vị trí của nó. Lúc đó mới nghĩ đến việc chi áp thì đã muộn rồi. Vì một tiểu đoàn hỏa tiễn để hoàn thành một loạt bắn đồng thời chỉ mất vài phút và sau đó thời gian để rút khỏi trận địa cũng chỉ mất vài phút. Cho nên khi đối phương cử máy bay đến chế áp thì đơn vị hỏa tiễn đã sớm rời đi và có lẽ người còn ở đó chờ đợi chỉ là một cái bẫy với các đơn vị tên lửa phòng không. Một khi hỏa tiễn bay lên không thì lại càng không có biện pháp nào ngăn chặn vì nó không phải là máy bay nên các loại tên lửa phòng không đối với nó là vô hiệu. Chỉ có một cách có hiệu quả là dùng các tên lửa đánh chặn. Tuy nhiên một tiểu đoàn hỏa tiễn có 12 xe mang phóng Mỗi xe chi ít có 8 ống phóng như vậy thì ít nhất một tiểu đoàn có 96 ống phóng. Hệ thống tên lửa đánh chặn căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn đánh chặn được nhiều mục tiêu như vậy. Bên cạnh đó, cách làm này không kinh tế. Dùng một tên lửa đánh chặn giá hàng triệu đô la để chặn một quả hỏa tiễn chỉ có giá bằng chưa đến 1 phần 10 thì quá lãng phí. Mỗi đầu hỏa tiễn mang 200 kg thuốc nổ và có nhiều loại đầu đạn gồm từ đầu đạn nổ, đầu đạn khoan, đầu đạn cháy. Về độ chính xác của hỏa tiễn tầm xa thì chỉ là tương đối. Trước mắt, đối với phiên bản xuất khẩu, sai số tấn công mục tiêu trong khoảng 50 mét. Phiên bản dùng trong nước khả năng sai số chỉ trong khoảng 10 mét. Với sai số như vậy, hỏa tiễn tầm xa hoàn toàn có thể hoàn thành tuyệt đại đa số nhiệm vụ. Các mục tiêu lớn như cỡ sân bay thì càng không có vấn đề gì khó khăn cho nó. Quan trọng hơn cả là hỏa tiễn tầm xa phóng với loạt lớn, số lượng có thể bổ sung cho khuyết điểm của chất lượng với lối đánh này ngay đến cả quân đội mỹ cũng khó chịu vì không đối phó nổi bất kể nói theo cách nào thì hỏa tiễn so với tên lửa đánh chặn là rẻ hơn rất nhiều nói một câu không dễ nghe là chi phí để đánh chặn được nó còn lớn hơn là thiệt hại có thể xảy ra nếu để yên cho nó bắn nếu dưới đòn tập kích hỏa lực như vậy sân bay sẽ bị hủy diệt mà không thể sửa chữa trong vài giờ là xong được tốc độ của chiến tranh hiện đại là rất nhanh nếu không thể khắc phục trong thời gian ngắn thì ảnh hưởng có thể sẽ rất lớn nếu chỉ phá hoại được một phần sân bay thì chỉ là một thắng lợi nhỏ, chỉ là một thắng lợi chiến thuật. Nhưng mục tiêu chiến dịch là do N thắng lợi chiến thuật tạo nên. Nếu trong thời điểm thích hợp tấn công vài sân bay không để không quân đối phương hoạt động, khiến nó không thể phát huy tác dụng, vậy thì ý nghĩa đối với quân ta thực sự là rất lớn. Các bạn thân mến, trên đây chúng tôi đã trình bày lại hai bài báo của mạng Sina viết về loại hỏa tiễn tầm xa đang là niềm tự hào của lực lượng lục quân Trung Quốc. Qua nghe hai bài nói trên, các bạn có thể thấy rằng các tác giả Trung Quốc không nói gì nhiều về tính năng kỹ chiến thuật của tên lửa, mà chỉ chủ yếu đề cập đến tác dụng về chiến thuật chiến dịch của loại vũ khí này. Nếu chỉ nghe các tác giả Trung Quốc nói, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng các hỏa tiễn của Trung Quốc rất đáng sợ. Để nói rõ vấn đề này, chúng ta cần biết rằng những vũ khí mà các tác giả Trung Quốc nói thực chất là các khẩu pháo phản lực phóng loạt Mặc dù tầm bắn của nó được người ta quảng cáo lên đến cả trăm cây số hoặc vài trăm cây số thì về bản chất nó không khác gì các tổ hợp pháo phản lực BM-14 hay BM-21 mà quân đội Việt Nam cũng có. Ưu điểm nổi bật của pháo phản lực là khi đạn bay đến mục tiêu, động cơ tên lửa của nó tạo ra tiếng gầm rít rất đáng sợ và với số lượng lớn đạn được phóng ra, nó sẽ hủy diệt một khu vực rộng lớn. Tuy nhiên, độ chính xác của đạn cũng kém hơn nhiều so với đạn pháo thông thường khi tìm hiểu loại hỏa tiễn phóng loạt mang tên PHL-03 mà tác giả Trung Quốc nói. Chúng tôi đã tìm thấy trên Wikipedia bản tiếng Anh cho biết PHL-03 vốn là phiên bản mà Trung Quốc phát triển dựa trên nguyên mẫu là pháo phản lực phóng loạt BM-30 của Nga. Được biết BM-30 được Liên Xô phát triển để đánh xe bọc thép, pháo binh, các căn cứ chỉ huy, kho đạn dược và các mục tiêu trên diện rộng. Năm 1989, nó bắt đầu được đưa vào sử dụng trong quân đội Liên Xô. Một xe phóng BM30 có 12 ống phóng với tổng trọng lượng lên đến gần 44 tấn. Đường kính mỗi ống phóng lên đến 300 ly. Đạn hỏa tiễn BM30 có tầm bắn xa nhất là 90 cây số. Thời gian sẵn sàng chiến đấu 3 phút, thời gian thu hồi 2 phút. Mỗi xe phóng sẽ phóng hết 12 quả đạn trong 38 giây. Thời gian để nạp lại đạn cho một xe phóng là 20 phút. BM30 có nhiều loại đầu đạn như đạn chống bộ binh, đạn chống tăng, đạn nổ mảnh, vân vân và mỗi loại đầu đạn sẽ có tầm bắn khác nhau. Chẳng hạn đạn chùm để chống bộ binh nặng 800kg với đầu đạn nặng 243kg, bên trong chứa 72 quả đạn con, mỗi quả đạn con nặng 1,75kg và mỗi quả đạn con lại chứa 96 mảnh nhỏ với trọng lượng 4,5g một mảnh. Loại đạn này có tầm bắn tối thiểu 20 cây số, tối đa 50 cây số. Thời gian tự hủy là 110 giây. Thập niên 1990, Trung Quốc đã có kế hoạch phát triển một hệ thống hỏa tiễn tầm xa mang tên PHL-96. Nhưng sau khi mua BM-30 thì thiết kế của PHL-96 lại được thay đổi. Tuy Trung Quốc không bao giờ thừa nhận sao chép, nhưng nhiều chuyên gia nhận định PHL-96 có nhiều đặc điểm của BM-30. Sau khi đưa vào sử dụng một số lượng nhỏ PHL-96, thì Trung Quốc tiếp tục cải tiến nó và tạo ra phiên bản mới mang tên PHL-03 PHL03 là phiên bản được hiện đại hóa sâu của PHL96 với hệ thống điều khiển hỏa lực bằng máy tính kết hợp với định vị. Các hệ thống PHL03 được đưa vào phục vụ khoảng năm 2004-2005. Cũng giống như PHL96, PHL03 được các chuyên gia phương Tây đánh giá không có khả năng tự dẫn đường như Trung Quốc tuyên bố. Sau đó, Trung Quốc lại phát triển trên cơ sở PHL03 để tạo ra AR1 và AR1A AR-1 được đánh giá là một hệ thống rocket tự dẫn thực sự. Trong đó bản thân các hỏa tiễn được dẫn đường bằng các hệ thống dẫn đường thô sơ bằng quán tính. Các bạn thân mến, qua tham khảo tính năng kỹ chiến thuật của BM-30 thì ta thấy rằng loại hỏa tiễn tầm xa của Trung Quốc không thần thánh như mô tả của các tác giả Trung Quốc. Ngay BM-30 của Nga mà tầm bắn tối đa mới có 90 cây số. Trong khi hỏa tiễn của Trung Quốc không khác chút nào về kích cỡ và người Trung Quốc thì chưa giỏi hơn người Nga trong việc chế tạo động cơ, dù là động cơ tên lửa hay động cơ máy bay, vậy mà tuyên bố hỏa tiễn của Trung Quốc có tầm bắn xa 150 hoặc 300 cây số thì thật khó tin. Người Trung Quốc lại như vậy, họ luôn thích khoe rằng các sản phẩm hàng nhái của họ tốt hơn, cao cấp hơn sản phẩm gốc. Chẳng hạn các tên lửa phòng không Hồng kỳ 9 hiện đang được họ khoe khoang rằng có các tính năng hơn hẳn S300 của Nga, vốn là nguyên mẫu mà từ đó Trung Quốc sao chép. Mặt khác, các hỏa tiễn tầm xa của Trung Quốc chưa thực sự được thử lửa trong chiến tranh, nhưng BM-30 thì đã được sử dụng trong xung đột Ukraine và xung đột ở Syria. Mặc dù với mật độ hỏa lực rất lớn của hàng trăm quả hỏa tiễn có thể gây ra những vụ nổ lớn và hủy diệt một khu vực rất rộng, tuy nhiên sự xuất hiện của các loại hỏa tiễn trong chiến đấu ở Ukraine và Syria đã không lung linh như những gì các tác giả Trung Quốc mô tả. Bản tin số 60 của VN Youtuber đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.